Ok, xin chào mình xin là chào tất cả mọi Leo. người, mình là Trúc Anh. Thì sắp tới Leo và Trúc Anh sẽ có một bất ngờ nhỏ 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 xíu muốn dành tặng cho mọi người, những bạn fan đã luôn yêu thích Leo cũng như là Trúc Anh trong một năm qua từ sau bộ phim Điện Tử Trưởng. Còn bất ngờ đó là gì thì mời các bạn đón xem trong tương lai nha.